đâu có phải là còn nguyên một cái tép tỏi đâu, nó là một củ tỏi mới luôn, nhưng mà nó lại nhỏ xíu rồi các bạn. Nhưng mà được cái là rất thơm. Chào mọi người, hôm nay thì trong vườn chỉ có mấy củ tỏi này là hái được rồi, là nhổ được rồi thôi. Thì cái tỏi này mình trồng ở trong chậu. Và mình lấy cái tép tỏi mà nó nảy mầm á, mình trồng vô chậu. Thì hôm nay thì mình sẽ hái ha. Mình sẽ nhổ ha. Đây, mình bắt đầu mình nhổ. Cái này á các bạn, là tại vì mấy nay á là mình nó khô, cái cây của nó khô lại như vậy rồi nè, cho nên mình không có tưới nữa. Mình để mình nhổ cho nó héo úa hết xuống này, mình để mình nhổ. À, mình không có tưới nữa, bởi vậy cái đất á nó hơi cứng. Nên giờ mình nhổ nó hơi cứng nha mà. Cái củ nó như vậy. Nó có rễ rồi đàng hoàng, là có nghĩa là nó cũng sinh trưởng đó, cũng lớn đó. Chứ nó đâu có phải là còn nguyên một cái tép tỏi đâu, nó là một củ tỏi mới luôn, nhưng mà nó lại nhỏ xíu rồi các bạn. Được cái là rất thơm. Tỏi mình mua mình ăn là mình thấy nó nảy mầm rồi, mình cắm xuống. Một chậu được như đây. Đây còn cái chậu bên này, dùm nhổ chậu bên này. Tại vì đó, mình để nhổ, mình để yên thì đất, do đất nó cứng á. Tại nãy mình nói là mấy ngày nay mình không tưới á, để cho nó héo để mình nhổ đó. Thì mình nạy lên như vậy trước cho nó dễ nhổ đó, chứ không là nó bứt không. Đó, nó bứt. Ủa. Ăn cái cũng nghe mùi thơm. Nhìn được hai củ. Đây là mớ tỏi mình hái được chiều hôm nay. Đó các bạn, nó ra nó như vậy đó, củ tròn nhỏ. Cái tép mình lấy cái tép mà khi mà nó nảy mầm á, mình cắm xuống đất thì cái tép đó nó trong củ bự luôn nha, nhưng mà khi mà mình cắm ra mình trồng như vậy á thì nó đến lúc mà nó úa hết, nó tàn xuống hết như vậy nè, là mình nhổ đó thì cái củ nó ra củ tròn mà nhỏ như vậy. Đó, nó không có được một củ bự. Nhưng mà điều được cái là nó rất là thơm các bạn. Đó, rất là thơm. Đây các bạn ơi, đây là cái tỏi mình đã lột ra rồi nè các bạn. Cái củ nó hả, nhỏ xíu vậy nè. Củ nào bự nhất thì chắc cũng đây. Củ này là củ bự nhất ở trong đám nè, là nhỏ hơn cái trứng cút rồi các bạn ơi. Nhưng mà nhỏ nhưng mà có vỏ nha, rất là thơm. Đó, này là mình lột sạch ra rồi thì nó như vậy đó các bạn. Các bạn đã xem video của mình. Và nếu các bạn thích video thì nhớ nhấn subscribe để ủng hộ kênh giùm mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.